Lịch sử Thái Lan, nguồn gốc. Nguồn gốc của dân tộc Thái được cho là từ tỉnh Vân Nam, Trung Hoa, nhưng cũng có người lại cho rằng dân tộc gốc của xứ sở này đã từ đồng bằng sông Mê Nam Chao Phìa đi lên mạn Nam Trung Hoa, rồi gặp thời kỳ bành trướng của Đại Hãn Hốt Tất Liệt mà lại phải di chuyển xuống phía Nam. Văn minh sớm nhất của nước Thái là văn minh Ban Thanh, đã sớm bắt đầu từ năm 3500 trước công nguyên. Cư dân Ban Thanh vào năm 3500 trước công nguyên đã biết sử dụng công cụ bằng đồng xanh. So với văn minh Mễ Tố Đạt Mễ của phương Tây và văn minh Hạ Thương của Trung Quốc còn sớm hơn 500 năm. Văn minh Ban Thanh là văn minh sử dụng đồ đồng xanh sớm nhất trên thế giới. Các vương quốc sớm nhất của nước Thái và nước Miến Điện đều là do người Môn dựng nên. Người Môn là một dân tộc xa xưa cư trú ở nước Thái và nước Miến Điện. Từ thế kỷ 12 đến đầu thế kỷ 20, quê hương này được người ngoại quốc gọi là Simla. Cho tới năm 1939, tên chính thức của vương quốc được gọi là Thái Lan sau một biến cố dân chủ, trong đó danh từ Thái có nghĩa đen là tự do. Sắc dân Thái. Có nhiều lý thuyết cách nghĩa việc định cư của sắc dân Thái. Lý thuyết đáng tin cậy nhất cho rằng, vào thế kỷ thứ 10, một dân tộc từ tỉnh Vân Nam tại phía nam của Trung Hoa đã di chuyển theo các dòng sông và thung lũng xuống phía nam và tỏa ra thành các sống dân. Người San còn được gọi là người Thai Dai, Thái Lớn, di chuyển về phía bắc của Miến Điện. Người A Hôm Thai định cư tại Assam, một nhóm khác tới đất Lào, số còn lại đi qua đảo Hải Nam. Nhóm đông dân nhất là Thai Noi, Thái Nhỏ đã thiết lập cơ sở chung quanh Chiang Seng tại miền bắc của nước Thái Lan ngày nay. Họ đã lập nên một nhà nước nhỏ đóng đô tại Su Co Thai vào năm 1238 và sắc dân gốc này đã di chuyển dần xuống phía nam với Chiang Rai năm 1281 và Chiang Mai năm 1296, rồi xứ sở Thái được nới rộng tới bán đảo Mã Lai. Vào thế kỷ 13, vương quốc Thái Su Co Thai bắt đầu mở mang, đã lấn áp các vương quốc Môn và Khmer. Danh từ Su Co Thai có nghĩa là bình minh của hạnh phúc. Theo tài liệu cổ xưa, người dân Thái vào thời đại Su Co Thai đã vui sống hạnh phúc, tự do. Đây là thời vàng son của dân tộc Thái với đất nước thanh bình, tài nguyên phong phú và được vị minh quân cai trị. Theo truyền thuyết, người sáng lập ra vương quốc này là vị anh hùng Pra Ruang. Vào thời đó, dân tộc Thái phải chiếu cống cho vua Khmer đóng đô tại Angkor, thứ nước thiêng lấy từ một hồ nước bên ngoài Lop Buri vì vị vua Khmer cần nước thiêng từ bốn miền biên giới. Xe bò chở nước trong các lu bằng đất nung lại, đi đường xa không tránh khỏi bị đẩy vỡ dọc đường và người dân Thái đã phải chuyên chở 2 hay 3 lần mới đạt đủ số nước cần chiếu cống. Khi Pra Ruang tới tuổi trưởng thành, ông ta đã chế ra một thứ lu đan bằng tre và được gắn kín, nhờ đó việc chuyên chở nước thật dễ dàng. Sự sáng suốt này khiến cho vua Khmer phái một vị tướng tới để diệt trừ Pra Ruang, nhưng ông này đã biến kẻ thù thành đá. Sau đó, Pra Ruang kết hôn với con gái tộc trưởng miền Su Co Thai, rồi trở thành vị vua đầu tiên của vương quốc độc lập Su Co Thai. Pra Ruang mang danh hiệu Sri Indra Ditya. Kể từ thời đại Su Co Thai này, đạo Phật đã được truyền bá rộng rãi và đi dần vào nếp sống của dân chúng cho tới ngày nay. Người con trai thứ hai của vị vua sáng lập kế trên có tên là Ram Khang Heng. Vương quốc Su Co Thai và thời Ram Khang Heng lên ngôi chỉ là một xứ sở nhỏ hẹp, nhưng dưới triều đại này, lãnh thổ đã được mở rộng gấp 10 lần. Từ Luang Prabang tại Lào, qua cánh đồng trung tâm của dòng sông Chao Phìa, đi đến tận bán đảo phía Nam. Còn tại phía Tây, sắc dân Môn của miền Nam Miến Điện cũng phải thần phục. Ram Khang Heng là nhà cai trị, nhà lập pháp và chính khách. Ông đã phát minh ra chữ Thái bằng cách phối hợp hệ thống mẫu tự Khmer với tiếng Thái. Lối chữ mới đã được Ram Khang Heng sử dụng từ năm 1292. Theo đó, mô tả Thái Lan là một miền đất phì nhiêu, đồ ăn dư thừa, tự do buôn bán, cấm chỉ chế độ nô lệ và quyền thừa kế được đảm bảo. Khi Đại Hãn Hốt Tất Liệt đánh chiếm miền Nam, Ram Khang Heng đã liên kết với các hoàng tử Meng Rai tại miền Chiang Rai và Gamuang miền Pa Giao để chống ngoại xâm. Tại miền Bắc Thái, hoàng tử Meng Rai đã sát nhập được đế quốc Môn cuối cùng tại Hariphunzaza vào năm 1292 và sau đó đã chọn Chiang Mai làm kinh đô vào năm 1296. Sau khi vua Ram Khang Heng qua đời, hoàng tử kế vị là Lo Thai, là người rất ưa tu hành. Con của Lo Thai là Ly Thai, lên ngôi từ năm 1347, cũng sùng đạo Phật nên đã coi trọng tôn giáo hơn quân sự. Vì thế, ảnh hưởng của miền chư hầu phía Nam Ajutthaya lớn mạnh khiến cho Ly Thai cuối cùng bỏ đi tu, các thế hệ kế tiếp trở thành các công hầu. Năm 1438, kinh đô Su Co Thai suy tàn, nhưng thời kỳ Su Co Thai đã để lại dấu nét đặc biệt về nghệ thuật thuần Thái Lan nhất. Thời đại Ajutthaya. Lịch sử Thái Lan đã không ghi rõ nguồn gốc của người sáng lập nên triều đại Ajutthaya, nhưng truyền thuyết đã kể lại rằng vua trai Trung đã cảm thấy rất buồn khổ khi một công chúa của ông không có chồng đã có con vì ăn phải một trái cà do tên làm vườn tưới bằng nước tiểu của hắn. Kẻ phạm tội là Nai Sen Pom đã bị tống khứ khỏi kinh thành cùng công chúa và đứa con. Thần Indra thấu hiểu cảnh khổ của ba người nên đã cho Sen Pom ba điều ước.
Sen bom có cả ngàn mụn cóc trên người nên điều ước thứ nhất là các mụn cóc xấu xa đó được biến đi. Điều ước thứ hai là xin được một xứ sở để cai trị và một cái nôi bằng vàng cho đứa con là điều ước thứ ba. Tất cả ba điều ước này đã được thành hiện thực. Đứa bé vì thế được gọi là Chao U Thong hay hoàng tử của chiếc nôi vàng. U Thong là một nước nhỏ độc lập đặt tại tỉnh Suphanburi ngày nay. Vua của xứ này thuộc gia đình các vua Chiang Xiang. Trong thời kỳ vua Pia U Thong cai trị, một bệnh dịch tả đã lan tràn khiến cho vương quốc này phải di chuyển tới Ayutthaya. Vị trí của kinh đô mới này có nhiều ưu điểm. Nơi đây là chỗ tập trung của ba dòng sông Chao Phraya, Lop Buri và Ba Sát, lại không xa biển và nằm giữa một đồng bằng phì nhiêu nên là trung tâm lý tưởng về quản trị hành chính và giao thông. Sau 3 năm chuẩn bị, vua Pia U Thong đã lập nên kinh đô vào năm 1350 và mang danh hiệu vua Ramathibodi I. Nhà vua này đã mở mang bờ cõi, gồm cả xứ sở Sukhothai lẫn miền Nam Miến Điện và bán đảo Mã Lai, rồi sau đó còn chiếm xứ Chiang Mai và Cambodia. Vào thời kỳ này, tuy đế quốc Angkor bị suy tàn, nhưng ảnh hưởng của Khmer lại được phổ biến rộng rãi. Sau khi Ramathibodi qua đời, con của ông lên kế vị. Tại Thái Lan vào thời kỳ này, có hai nước với hai kinh đô là Chiang Mai và Ayutthaya. Chiến tranh đã diễn ra trong hai thế kỷ, với cao điểm là vào thời đại của vua Borama Chailokanat, hay còn được gọi là Chailok. Tại nước Miến Điện, vua Tabin Saweti của miền Pegu đã cố gắng thống nhất đế quốc Miến, đồng thời nhòm ngó Thái Lan vì xứ sở này đang yếu đi do nội chiến. Năm 1549, vua Tabin Saweti đem quân đánh Thái Lan, thế nhưng cuộc xâm lăng của Miến Điện thất bại. Nare Suen lên ngôi vua Thái vào năm 1590 và củng cố vương quốc Thái, làm suy tàn hai đế quốc Miến Điện ở phía Tây và Khmer ở phía Đông. Kinh đô Ayutthaya trở nên phồn thịnh và đã làm ngạc nhiên nhiều du khách người Âu vào thế kỷ thứ 17. Ảnh hưởng của châu Âu. Người em trai của Nare Suen là Akatotarot lên trị vì Thái Lan từ năm 1605 tới năm 1610, đã không chú ý đến các chính sách quân sự mà lo phát triển kinh tế cho Ayutthaya. Nhà vua ban ra các đạo luật tăng thuế, khiến cho dưới mắt người Âu, vua đã mang danh người tham lam. Vào thời kỳ này, người Hoa Lan và người Anh đến Thái Lan và bắt đầu mở trạm mậu dịch tại đây. Người Âu đã bị thu hút đến Thái Lan bởi vì họ coi nơi này là cửa ngõ dẫn đến việc thương mại với Trung Hoa. Gió mùa tại châu Á không cho phép các tàu thuyền của thời đại này đi thẳng tới Trung Hoa, vì thế Ayutthaya đã trở thành một cảng chuyển tiếp giữa châu Âu, Ấn Độ, Trung Hoa và Nhật Bản. Nền hòa bình dưới thời vua Nare Suen đã mang lại sự thịnh vượng cho người dân Thái Lan và do đó làm tăng lên nhu cầu xa xỉ của xã hội Thái như lụa và đồ gốm. Từ năm 1641, người Hoa Lan lấn át được người Bồ Đào Nha tại Viễn Đông và 7 năm sau, họ đã biểu dương lực lượng hải quân trong vịnh Thái Lan để yêu cầu vua Thái cho họ đặc quyền kinh tế. Con trai của vua Prasat Thong là vua Narai, trị vì từ năm 1656 tới năm 1688, đã hợp tác với người Anh để cân bằng ảnh hưởng của Hoa Lan. Nhưng sau đó, cuộc phong tỏa của Hoa Lan tại cửa sông Chao Phraya đã khiến cho Thái Lan phải đành cho người Hoa Lan độc quyền mua gia thú vật và một số biệt đãi khác. Sau đó, dưới thời vua Narai cũng có mối quan hệ đặc biệt với Pháp. Tuy nhiên, các vị vua kế nghiệp của Narai đã chấm dứt chính sách mở cửa. Các giáo sĩ ngoại quốc tuy còn được phép ở lại và việc buôn bán với nước ngoài vẫn được duy trì nhưng trong giới hạn. Thái Lan từ đây ở vào vị thế cô lập trong 150 năm và các nhà vua đã tập trung vào việc xây dựng nội bộ và tôn giáo. Hệ thống giao thông thủy lộ được phát triển. Thời đại của vua Boromakot 1733-1758 được coi là giai đoạn vàng son của kinh đô Ayutthaya. Sau đó vào năm 1758, con của vua Boromakot lên ngôi sau khi tranh giành ngôi báu, rồi sau đó đã đam mê cùng tần mỹ nữ. Thái Lan bị đế quốc thứ ba của Miến Điện tấn công. Người Miến khi rút ra vội vã đã cướp đi tất cả tài sản, đốt sạch kinh đô Ayutthaya kể cả các ngôi chùa và bắt theo tất cả hoàng gia Thái cùng 90.000 người dẫn về Miến Điện. Do đó, nền văn minh của Thái Lan trong 4 thế kỷ đã bị hủy diệt. Kinh đô Bangkok. Trong khi kinh đô Ayutthaya bị vây hãm, một vị tướng trẻ tên là Pyataksin đã tụ tập được một số quân sĩ, phá vòng vây và chạy về Chantaburi ở bờ biển phía đông nam của vịnh Thái Lan. 7 tháng sau khi quân Ayutthaya thất thủ, Taksin đã đem quân về kinh đô và đánh đuổi được người Miến. Taksin đã kể cho mọi người nghe về giấc mơ được gặp các vị tiên vương Thái Lan và được bảo nên rời kinh đô về một nơi mới. Taksin đã thiết lập kinh đô mới tại Thonburi, bên bờ phía tây của dòng sông Chao Phraya và lên ngôi vua. Sau khi thấy được vương quốc Thái Lan sụp đổ, trách nhiệm của vua Taksin là thống nhất lại đất nước và chống trả lại cuộc xâm lăng của quân Miến Điện. Tại Thonburi, vua Taksin sau này trở nên bất thường và tàn bạo. Chứng bệnh hoang tưởng có lẽ do quá lo lắng về chiến trận đã khiến nhà vua tưởng mình là một Bồ Tát,
trong khi đó lại hành hạ các sư tăng, các vị quan cao cấp cùng trẻ em, bắt họ phải thú nhận phạm phải các tội giả tưởng. Sau đó, vua Chakri lên ngôi, lấy danh hiệu là Rama Thibodi mà sau này người Thái gọi là vua Rama I, đã ngự trị Thái Lan từ năm 1782 tới năm 1809. Nhà vua đã rời kinh đô từ Thonburi qua một nơi rộng rãi hơn ở gần đó, gọi là Bangkok. Các bạn đã xem video, nhớ nhấn like và đăng ký kênh Từ Điển Lịch Sử để đón xem nhiều video hấp dẫn tiếp theo nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!